học 2012-2013, phát động tháng khuyến học. Tại buổi lễ long trọng đầy trăn trứa tình người, tình thầy trò, thay mặt ban chấp hành công đoàn, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí đoàn viên công đoàn, các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ công nhân viên và các em học sinh, để đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài theo tinh thần của chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tháng 9 được chọn là tháng khuyến học, nhà trường tổ chức công tác xây dựng quỹ khuyến học nhằm góp phần khuyến khích, động viên thầy và trò trong giảng dạy và học tập. Thực tế cho thấy ở đâu có phong trào khuyến học khuyến tài tốt thì ở đó có việc tổ chức dạy học, việc chăm lo học tập, rèn luyện đạo đức cho các em học sinh có nhiều thuận lợi, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Vì vậy, hôm nay tôi xin thay mặt chi hội khuyến học của nhà trường phát động hưởng ứng tháng khuyến học.